Kính thưa đại chúng, trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đã nói rất rõ, đây là con đường ngắn nhất trực tiếp dẫn tới Niết Bàn. Đây là con đường ngắn nhất trực tiếp dẫn tới Niết Bàn. Và con đường ấy gồm có cái gì? Đi như thế nào? Đức Phật nói con đường ấy dẫn tới Niết Bàn. Mà Niết Bàn là một trạng thái tịch tỉnh của tâm. Ở nơi ấy không có một pháp, không có tham, không có sân, không có si. Khi trong tâm chúng ta vô tham, vô sân, vô si, không phiền não thì đó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái nơi đợi chết rồi có người cầu nguyện mới đi. Không phải. Đức Phật nói ở trong trạng thái của tâm hoàn toàn tịch tỉnh. Không một pháp, tức là không tham, không sân, không si nữa. Thì nơi ấy là Niết Bàn. Và cách nào để đi tới được Niết Bàn? Đức Phật nói ngoài cái thân và tâm này, ngoài ra không có cái nào khác hết đó. Đức Phật nói rất rõ chỉ tu thân tu tâm nè. Cái thân và cái tâm. Khi cái thân nó được an, cái tâm nó vắng lặng thì đó là Niết Bàn. Cho nên không cần phải đi chùa tụng kinh lễ bái rồi cầu mà trong khi hàng ngày vẫn tham sân si phiền não dấy động. Vô ích. Phật tức tâm mà. Ngay trong tâm đã có Phật. Đi tìm Phật đâu ở ngoài. Vô ích. Thế thì làm sao để có thể thấy được Niết Bàn ở trong tâm? Niết Bàn hằng hằng, hằng ngày, hằng giờ đều có trong tâm. Mà tại sao chúng ta cứ phiền não hoài? Tại vì chúng ta quay ra bên ngoài. Chúng ta không có quay vào bên trong. Đức Phật dạy sati sati, sati là quay vào bên trong. Tinh tấn là gì? Tinh tấn không phải chạy tới. Tinh tấn là luôn luôn, luôn luôn quay vào bên trong. Đấy. Niệm là quay vào bên trong. Coi nó có tham không, có sân không, có si không. Nó có buông đi. Chồng tôi, vợ tôi, nhà tôi, xe tôi. Cái gì cũng là tôi. Cái gì cũng là của tôi hết mà chính vì vậy cho nên nó phiền não. Tại vì các pháp đều vô thường. Sinh lão bệnh tử, hoại diệt. Ai tránh khỏi không? Phật cũng chết. Phật cũng đâu đâu sống tới ngày nay. Người ta dùng danh từ mỹ hóa gọi là nhập Niết Bàn. Nói theo dân ngôn ngữ bình dân là chết. Phật cũng chết. Các chư thánh tăng cũng chết. Rồi nay mai sư cũng chết. Rồi quý vị cũng chết. Có quý vị sống hoài không? Mà sao cứ bám hoài à? Đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi. Kiếp này chưa đủ phải không? Còn 1 tỷ kiếp nữa sẽ tiếp tục gặp nhau nữa. Nếu không giải quyết được cái sự dính mắc. Như vậy chúng ta tu để làm gì đây? Để rồi 1 tỷ kiếp nữa cứ gặp nhau làm chó, làm mèo, làm rắn, chuột. Một con người làm con mèo, người kia làm con chuột. Giống như kinh Pháp Cú rồi đó. Con mèo nó giận con chuột. Nó đi kiếm đúng cái con chuột nó nhai đầu cho hả giận. 500 kiếp làm súc sanh để trả thù nhau vì sân hận. Tới khi gặp Phật, Phật nói cho nghe mới sợ hãi. Rồi đó mới có ra câu pháp cú. Lấy ân báo oán thì oán tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán chập trùng, đó là cái lời Phật dạy.
Tại sao lấy ân báo oán? Để xả. Thấy mặt con nó ghét quá, thấy mặt ông nó ghét quá. Mình ghét cái gì? Mình ghét cái image, ghét cái hình ảnh ở trong cái đầu mình á. Chứ mình đâu có ghét cái người đó được. Làm gì người ta? Người ta đi mất tiêu rồi. Nhưng mà mình vẫn còn ghét. Mỗi lần ngồi nhớ lại cái mặt con nhỏ đó, mặt cái thằng đó, cái là mình ghét nó tới giật nó tay chân nó run hết. Mình ghét cái hình ảnh của người ấy ở trong trong cái não của mình. Mình đem cái sắc ngoài biến thành sắc nội. Hằng ngày đều làm như vậy. Hằng ngày đều làm như vậy. Đem nó vào bên trong. Sắc ngoài biến thành sắc nội. Rồi thỏa thích, phản ứng. Ghét đây là thích, đều là phản ứng. Phản ứng cái gì? Phản ứng lại cái image, cái hình ảnh của cái đối tượng ấy ở trong đầu mình á. Thứ nhất mình đã ngu, vô minh, đem cái hình ảnh bên ngoài, đối tượng bên ngoài đem vào bên trong tâm, là đã thấy dại dột rồi. Rồi cái dại dột thứ nhì nữa là giữ cái hình ảnh đó hoài, không bao giờ bị bỏ. Nó đi rồi nhưng 10 năm sau vẫn còn ghét, vẫn còn giữ hình ảnh đó. Cái ngu thứ ba nữa là phản ứng lại cái hình ảnh đấy, tối ngày nghĩ tới nó là giận, là ghét. Phản ứng đấy, tức là ta có tới ba cái ngu chứ không phải một cái ngu, phải không thưa chư vị? Cái ngu thứ nhất lấy cái sắc ngoài biến thành sắc nội, cái ngu thứ nhì lưu trữ cái sắc nội không bao giờ chịu bỏ đi mặc dù biết nó chỉ là cái tấm hình thôi. Có nhiều người đi đâu chơi đó quý vị, chụp hình xong cái để đó 5-10 năm sau đem ra xem nữa, xem hoài à. Cái não chúng ta nó cũng vậy. Ghét ai á là đem cái hình người đó vào trong cái tâm của mình á, rồi lưu trữ đó. Cẩn thận nha, tới khi chết mà còn lưu trữ trong đó thì tái sanh gặp lại nữa, gặp lại cái người mình ghét nữa. Đấy, Gandapa đó, ngủ ngầm. Rồi cái thứ ba là phản ứng một cách vô thức lại những cái hình ảnh ở trong cái tâm mình. Mình có bao giờ phản ứng cái người thật được đâu, nó đi mất tiêu rồi. Nhớ tới mặt nó ghét, nhớ tới lời nói của nó không ưa, nhưng mà nó đi mất tiêu rồi. Một năm sau vẫn còn nhớ tới lời nói, nhớ tới hình ảnh đó rồi ghét. Nhớ tới cái lúc nó mượn tiền mình, nó lạy mình, xong cái nó mượn rồi được tiền rồi nó hí hửng, nó chửi mình. Tức tối hình ảnh ấy lưu trữ trong tâm hoài à. Để rồi á nó biến thành Gandapa để đi tái sanh gặp nhau. Đức Phật mới dạy quán tứ niệm xứ là phương pháp trực tiếp ngắn nhất để giải quyết đưa tới Niết Bàn. Niết Bàn là ở nơi gì? Nơi não không còn một pháp, tức là không tham, không sân, không si, không phiền não nữa. Cái ông đó mình ghét á, vứt bỏ. Bà đó mình ghét á, vứt bỏ. Cái tâm mình nó sẽ được Niết Bàn. Niết Bàn à? Niết Bàn là cái tâm nó sẽ thanh tịnh, nó tịch diệt, không còn thương, không còn ghét nữa. Mà muốn làm cái đó thì Đức Phật dạy rất dễ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Dễ quá. Có điều ta không làm thôi. Ta ham ăn, ham ngủ, tối ngày lo ăn, lo ngủ, lo hơn thua, lo mất còn. Chứ ta không lo quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp nó không đòi hỏi là ta phải ngồi thiền,
Nó chỉ yêu cầu á, nhớ niệm á, sati, đi nhấc chân lên, quán ở bên trong, cái gì nó sai mình nhấc chân lên, rồi cái gì nó sai mình đã đi nhanh chút, cái gì nó sai mình đi chậm chút, coi chừng cái thức á, nó sai sử mình. Tức là mình có như lý tạc ý. Có như lý tạc ý là đặt tâm đúng hướng. Và thưa chư vị, nếu đặt tâm đúng hướng thì từ từ lâu ngày rồi thân thọ tâm pháp nó đều phải thanh tịnh thôi. Trong cái quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quý vị chỉ cần quán một cái thôi. Mà cái quán thân là dễ thấy nhất, mà dễ phạm nhất. Thân là gì? Đừng nói là nam là nữ hay là 32 thể trược, chuyện đó chuyện nhỏ. Thân là cái gì? Đấy, phải hiểu. Phải hiểu được mới quán thân chứ. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ đây. Pháp giải thoát thứ nhất, thấy có sắc, tự mình thấy có sắc, đó là pháp giải thoát thứ nhất. Quý vị là tu cao cấp rồi, đâu có còn mà quán thân là nhơ nhớp, hay là quán thân 32 thể trược, là quán thân nam thân nữ, hay là thân là cái thùng phân biết đi. Đó là con nít đó, con nít nó mới học tu, nó quán vậy đó. Mà nếu quý vị không quán được như vậy là quý vị còn thua con nít. Sư dạy mấy đứa con nít á, quán thân là như vậy đấy, 32 thể trược, dơ giấy đờm rãi phân nước tiểu, nhàm chán ly tham đoạn diệt. Sư dạy mấy đứa con nít hoài à, lớp thứ bảy chủ nhật á, sư dạy tụi nó vậy đó. Mà nó nhớ con thấy con dơ quá à. Quý vị đâu có học cái lớp đó, quý vị người lớn giỏi à, lúc nào cũng biết mình là cái thùng phân này. Nhưng mà thùng phân này nó cũng lạ lắm, ai đụng tới cái nó mở nắp bung ra cho cái mùi thúi nó bay khắp mọi nơi cho mọi người đều thưởng thức. Cái thùng phân này lạ lắm. Nếu quý vị không thấy được mình 32 thể trược trong từng sát na mà không thấy được thì quý vị thua cái lớp mấy lớp thiếu nhi của sư rồi. Mấy đứa còn nít nó còn nhớ mà, nó còn thấy nó 32 thể trược, đờm rãi phân nước tiểu. Nó nhàm chán mà quý vị không thấy được cái điều đó là quý vị còn thua mấy đứa nó. Vậy thì làm sao học? Làm sao thấy là thân là sắc? Cao thủ ở đây không à? Tu lâu rồi, cách giải thoát thứ nhất Đức Phật dạy, thấy thân tự mình có sắc, thấy là có sắc, đó là cách giải thoát thứ nhất. Thế sắc là gì? Đấy, sắc ở đây không phải là cứng mềm nóng lạnh trong hơi thở. Khi thở vào thấy nó cứng mềm nóng lạnh, thấy không? Thấy là nhận biết đấy, là tuệ phát sinh đấy. Nhưng phải thấy rõ ràng là tại sao có lúc nó cứng, có lúc nó mềm, có lúc nó mạnh, có lúc nó nhẹ, rồi có cái mạnh đi đâu, rồi có lúc nó nóng, có lúc nó lạnh, cái nóng đi đâu mà cái lạnh xuất hiện, rồi cái lạnh đi đâu mà cái nóng xuất hiện. Đó mới là tu, đó mới là quán thân thấy sắc. Mới là cao cấp, mới là giải thoát. Phật nói đấy, tự mình có sắc, thấy có sắc, đó là cách giải thoát thứ nhất. Tại sao thấy rằng là có sắc mà gọi là giải thoát thứ nhất? Đấy, phải thấy được rằng nóng sanh nóng diệt, hơi thở dài
dài sanh dài diệt, nó có dài hoài không? Không, có hơi thở dài, có hơi thở ngắn. Nếu có hơi thở ngắn xuất hiện thì hơi thở dài đi đâu? Nó đi đâu mất rồi? Nó đi đâu? Nó có đi không? Hay là nó vẫn nằm đó? Cái sự nhận biết của mình, nhận biết rằng hồi nãy tôi vừa mới thở dài, cái hơi thở thứ nhì tự nhiên nó ngắn, hơi thở thứ ba tự nhiên nó nóng, hơi thở thứ tư tự nhiên nó lạnh. Hễ có nóng thì cái lạnh nó đi đâu? Và cái sự biết của tôi về cái nóng cái lạnh đấy nó đi đâu? Nếu không quán chiếu được thì coi như chẳng có tu. Đức Phật nói rất rõ, vào lúc nào vị ấy có niệm, vị ấy có quán sát, vị ấy có tu. Và vào lúc nào vị ấy không có niệm, tức là không quay vào bên trong, không quan sát, thì vào vị ấy vào lúc ấy vị ấy không có tu. Tức là chúng ta giỡn chơi thôi. Giống như mấy đứa con nít á, nó thích bong bóng xà bông á, nó lấy xà bông nó quậy ở trong cái ly nước á, rồi lấy cái ống nó thổi lên trên trời á, bong bóng đẹp lắm, nó chạy theo, nhưng bong bóng nó vỡ. Chúng ta đang làm những cái chuyện đấy, y áo rồi ăn chay rồi niệm Phật, toàn bong bóng không à, bong bóng xà bông. Ta có thấy được sanh diệt ở trong hơi thở không? Hơi thở khi thấy nó cứng thì cái mềm đi đâu? Khi thấy nó nóng thì cái lạnh nó đi đâu? Và sự nhận biết của cái nóng, sự nhận biết của cái lạnh, tức là tuệ đấy, tuệ nó đi đâu? Hồi nãy tôi thấy nó nóng, bây giờ tôi thấy nó lạnh, vậy thì cái sự nhận biết về nóng nó đi đâu? Nếu không thấy làm sao thấy được sắc pháp? Mà không thấy được sắc pháp là coi như chẳng có giải thoát. Tu chỉ được phước là tụng kinh thì được phước. Tụng kinh nhiều, miệng thơm tho, kiếp sau có thể làm con sáo, hót hay. Nhưng mà giải thoát thì không có. Tại vì không thấy được sắc pháp làm sao giải thoát thứ nhất. Quý vị biết Đức Phật nói 8 cái giải thoát. Mà giải thoát thứ nhất là gì? Nay sư nói cho quý vị biết giải thoát thứ nhất chính là sơ thiền đấy. Tại sao quý vị tu hoài mà không vào sơ thiền được? Tại vì không giải thoát được. Không thấy được sắc pháp. Cho nên không vào sơ thiền nổi. Lúc nào còn thấy có phiền não, hành xử phản ứng theo cảm xúc mù quáng theo những cái phiền não ấy thì tức là súc sanh tánh, chứ đâu có phải là người tu. Nó không có tuệ. Thế thì pháp giải thoát thứ nhất chính là sơ thiền. Mà muốn vào sơ thiền thì phải thấy sắc pháp và tự mình thấy sắc pháp, đó là giải thoát thứ nhất. Có những người họ vào được sơ thiền rồi họ lại chứng luôn tư đà hoàn nữa. Cái duyên của họ như vậy, bước vào dòng thánh. Còn quý vị không chứng được sơ thiền là tại vì còn ăn, còn ngủ, còn nhà, còn cửa, còn tiền, còn bạc, không cách ly, không lìa ái dục. Làm sao mà thoát được? Ái dục nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, nơi thân. Cái ăn và cái ngủ là hai cái ái dục nhiều nhất. Ăn muốn ăn nhiều, muốn ăn ngon, muốn ăn thêm nữa, nó tạo nên những cảm giác rung động. Thế thì sắc pháp là gì? Đấy, sắc pháp là, thưa chư vị, là những cảm giác dục lạc tác động lên cơ thể chúng ta thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, và chúng ta phản ứng lại những cái bản photocopy ở trong não chúng ta. Nó rung, nó đưa vào não, nó tạo ra cái hình ảnh 4 chiều, 3 chiều còn dở, 4 chiều trong đó có không gian luôn, quá khứ.
quá khứ, hiện tại, vị lai đều sáp nhập vào trong cái bức hình đó. Thí dụ ăn bánh xèo, bánh xèo đó, nằm ở trong quá khứ, nằm trong đầu á. Khi thấy bánh xèo đó, nó phối hợp với cái quá khứ, hai cái nó kết hợp lại thành ra bánh xèo. Và nó tạo nên cái cảm giác là nếu mà ăn thì thích lắm. Và vì như vậy, Gandhaba nó suối, cái thức nó suối, thò tay ra lấy ăn. Bỏ miệng nhai, ngấu nghiến. Nếu là giờ đó quan sát thấy mình là súc sanh là biết là chứng đạo đó. Còn giờ đó thấy ăn mê mẩn không còn biết mình là súc sanh nữa, thì mình là súc sanh thiệt mà mình không biết. Thò tay lấy cái bánh, vì con mắt nó nhìn thấy cái thức nó sai, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Mà ngay trong giờ phút đó, quán thân trên thân, thấy rằng tôi ăn uống tồi tàn như thế này, giống như con súc sanh. Mà nếu ta thấy được, cái tuệ nó phát sinh. Cái tuệ là tuyệt vời. Thấy được mình đang ăn uống như súc sanh, thì cái giờ phút ấy, tuệ nó phát sinh. Là giải thoát đấy. Là thấy sắc đấy. Tức là những cảm giác dục lạc đã sai khiến tôi hành xử như súc sanh. Từ bao lâu nay tôi tưởng tôi ngon lành lắm, đẹp lắm, lịch sự lắm, có học nè, cao ráo nè. Nhưng mà tôi hành xử như súc sanh. Cầm cái bánh lên ăn ngấu nghiến, nhai một cách vô thức. Không có như lý tác ý. Và ta, nếu ta trong giờ phút ấy, trong cái sát na ấy, cái tuệ đột nhiên nó bừng lên. Nó nói này, 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 nhà ngươi ăn chẳng khác gì súc sanh. Mà nếu cái tuệ nó có ngay lúc ấy thì ta đã giải thoát thứ nhất ấy. Tức là ta thấy sắc, tự mình thấy sắc. Sắc đó là cảm giác dục lạc, phản ứng lại cảm giác dục lạc một cách vô thức ở trong nội tâm. Mà ta chỉ có khi nào ta làm được nó là tại vì ta có tuệ. Mà muốn có tuệ đó thì ta phải có niệm và quan sát. Niệm giác chi và trạch giác chi, hai cái đó ta phải thực hành. Ta phải luôn luôn quan sát. Ta luôn luôn quan sát bên trong á. Thơm quá. Ta muốn ăn, nước miếng chảy. Tại sao ta biết thơm? Tại vì cái hình ảnh thơm quá khứ nó có mặt. Cái bánh xèo quá khứ nó có mặt. Cái mùi quá khứ, cái mùi thơm của quá khứ đã có mặt. Và cái cảm giác của quá khứ đã ăn bánh xèo rồi thấy nó ngon, cảm giác nó quay trở lại liền. Trong một sát na nó nhập vào liền. Và lúc đấy ta lên đồng, lên bóng á. Chứ ta không phải là người thường nữa. Ta múa may quay cuồng, thò tay gấp. Thò tay ạ. Bỏ vào miệng nhai giống như súc sanh. Và ngay trong cái giờ phút ấy, nếu ta phát hiện rằng ta đang ăn uống như súc sanh, phản ứng lên những cảm xúc dục lạc một cách vô thức, thì tuệ nó phát sinh liền. Nó nói, hay, 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 nhà ngươi đang ăn như súc sanh, cảm giác gì? Cảm giác có quá khứ chứ đâu có hiện tại. Quá khứ đã ăn thấy ngon rồi, nó nhảy trở lại liền, Gandhaba. Đấy. Và nếu ta ngay trong giờ phút ấy, ta thấy được rằng ta có sắc, tự ta có sắc, thì ta vào sơ thiền. Này, 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 nhà ngươi là cái con gái này đẹp như xinh như thế này mà ăn như súc sanh, ăn như con heo. Thấy rất rõ như vậy, thì lập tức thành vào được sơ thiền. Tức là tự ta thấy có sắc. Tự ta thấy có sắc. Ta được giải thoát. Nhưng mà muốn được có sắc, thì phải luôn luôn có niệm. Tức là luôn luôn quay vào bên trong. Không thể nào quay bên ngoài được. Luôn luôn quan sát. Không ngừng nghỉ. Đấy. Niệm giác chi và trạch giác chi phải thực hành luôn luôn. Và làm sao có được luôn luôn? Phải giữ theo hơi thở. Thở vào, con nhận biết hơi thở vào. Dài biết dài, ngắn biết ngắn. Tu tập có một tiếng hồ á, ngồi thiền á, mà có những người tới giờ chót mới nhảy vô, coi như chẳng được lợi lạc gì hết.
Đấy. Giống như là quý vị đi học bơi á, hay là học lái xe, quý vị biết rồi, phải ngồi phải tập lái từ 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 rồi nó mới lái được chứ đâu phải dễ dàng, phải không thưa chư vị? Cái tâm chúng ta nó cũng vậy, cái tâm chúng ta nó lăng xăng lắm, nó giống như lái xe nó hoang dại chạy giữa chợ, chạy ngang chạy dọc, mà nếu ta không phải là cái tay lái điêu luyện thì ta sẽ đụng cái này đụng cái kia đủ thứ rồi. Đụng cái gì? Đụng tham, đụng sân, đụng si, gây ra phiền não. Cái gì cũng giận, cái gì cũng vui, cái gì cũng buồn. Đụng cái là buồn, là vui, là giận, nó nảy nảy sinh liền. Tham sân si phiền não tới liền liền. Mà gốc rễ của nó là cái gì? Là không chịu tập. Tập cái gì? Tập như thế nào? Quay vào bên trong, quan sát. Đấy, niệm giác chi và trạch giác chi. Thực hiện hai cái đó. Không ngừng nghỉ, liên tục. Gọi là tinh tấn. Thế thôi, có gì đâu. Rất đơn giản. Lúc nào cũng nhìn bên trong, lúc nào cũng quan sát. Các cái pháp gì xảy ra bên trong, tự mình biết. Đấy. Tuệ nó phát sinh. Đó là sắc pháp ấy. Sắc pháp nó không có thật. Quý vị học với sư, quý vị biết rồi, sắc pháp là những khái niệm trừu tượng, nóng cứng mềm nóng lạnh, làm gì có thực, lấy cái gì đo, nó không có thực, nó đều tương đối, nó là phương tiện để diễn bày tư tưởng để hiểu thôi. Cái hơi thở vào cứng mềm nóng lạnh thô tế, rồi cái giận nó cũng vậy, giận cỡ nào, giận giận cao giận thấp, giận lớn quá đốt nhà đốt cửa, mà giận ít ít thì nó buồn buồn, buồn buồn là trạng thái của tâm sân. Sắc pháp hết đấy, tự mình thấy có sắc pháp, tức là tự mình thấy mình có sân. Sám hối là một phương tiện, nhưng phải thấy nó trước cái đã. Mẹ thấy mình có sắc pháp thì biết rằng sắc pháp là giỏm, bóng trăng dưới đáy nước, bong bóng xà bông. Sắc pháp ở đây không phải là 32 thể trược hay là thân nam thân nữ, đồ giả, đồ 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 vàng mã không à. Đẹp lắm à. Bỏ trong COVID-19 nó bỏ trong cái bao đem đi thiêu người ta không dám nhìn nữa. Vừa mới chết xong nó thúi nó sình đó. Hằng ngày vợ chồng ôm ấp nhau chứ mà tới chừng mà nó chết rồi cái ai dám ôm nữa. 7 ngày sau dòi nó sình ra ai dám ôm. Rồi cứ nói thương nhau vậy chứ khi một người chết người sống thì nó thương nhau nó không rời nửa bước. Không rời nửa bước thì chứ khi nó chết rồi có dám chui vô hòm nằm chung không? Vợ nó chết thì chui vô hòm nằm chung với nó đi. Chồng nó chết thì chui vô hòm nằm chung với nó chết theo. Dám không? Làm gì có chuyện đó. Tự mình dối gạt mình. Sống theo cảm xúc dục lạc. Chồng là chồng gì? Chồng tôi. Tức là muốn chiếm hữu, muốn độc quyền. Vợ là vợ gì? Vợ tôi. Đó là muốn chiếm hữu, muốn độc quyền. Tức là cái tính ích kỷ nó đã có sẵn ngay từ trong cái lúc yêu đương rồi. Nếu mình thấy được cái đó, tức là cái tánh tham, nếu mình thấy được cái đó thì là hết vô minh. Đó là những cảm xúc dục lạc nơi mắt, nơi tai, nơi mũi. Mà tại vì mình chạy theo ngoại ngoại sắc cho nên mình không thấy được nội sắc. Thế thì tu để làm gì? Để thấy nội sắc. Tự mình thấy có sắc, đó là giải thoát. Mà muốn thấy được thì phải luôn luôn có niệm và có trạch giác chi. Niệm giác chi và trạch giác chi. Niệm giác chi là quay vào bên trong. Trạch giác chi là quan sát. Thở vào, con luôn luôn có niệm, con quan sát quả cảm giác toàn thân. Thở ra, con luôn luôn có niệm, con quan sát bên trong cảm giác toàn thân. Con thở ra. Có tốn đồng nào không? Không. Có dễ làm không? Dễ.
Có cần đi chùa không? Không. Có cần tụng kinh không? Không. Đức Phật đã nói toàn thể vũ trụ nằm trong cái thân của các ngươi một thước sáu này nè. Nó nằm trong đó đó. Giải thoát cũng nó. Niết bàn cũng nó. Mà địa ngục cũng nó. Ham ăn ham ngủ thì sanh về cảnh giới súc sanh. Khi nào tu tập thấy sắc, lìa được các sắc, tịch tịnh, đó là cảnh giới của sơ thiền. Đó. Rồi khi nào thấy được nội sắc và biết nội sắc là không thì thấy ra ngoại sắc, đó là cảnh giới thứ nhì, đó là nhị thiền, giải thoát thứ nhì. Giải thoát từng phần tới 8 phần à, đó là phi phi tưởng xứ, tức là diệt thọ tưởng định. Nó không còn nữa. Không còn một pháp gì nữa. Nó giải thoát hết. Đó là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là đợi chết rồi cái nhờ mấy ông sư gõ cầu cho con về Niết Bàn. Không có. Tham sân si mình đầy rẫy thì không có ai giúp được hết. Phật còn giải nghiệp chúng sanh được. Cho nên quý vị đừng có mong mong cầu là mấy ông sư cũng giúp quý vị, đợi cúng dường cho nhiều rồi đợi khi chết là ông cầu nguyện để mà quý vị về Niết Bàn. Chuyện đó không bao giờ có. Phật còn không làm được thì đừng có nghĩ là ông sư nào làm được. Không ông nào giỏi hơn ông Phật. Mà ông Phật còn không làm được. Nhưng mà Phật nói tự các ngươi làm được. À, Phật không làm được nhưng mà tự các ngươi làm được. Tự các ngươi làm các ngươi ô nhiễm thì tự các ngươi làm các ngươi thanh tịnh. Ở trong Kinh Pháp Cú Phật dạy rõ vậy đó. Thế thì giờ câu hỏi là ta có quyết tâm hạ thủ công phu niệm giác chi và trạch giác chi thôi, như chân trái chân mặt. Thở vào con nhận biết hơi thở vào, thở ra con nhận biết hơi thở ra, nhấc chân lên con biết con nhấc chân lên, đạp chân xuống con biết con đạp chân xuống. Các cảm xúc dục lạc xảy ra trong đời sống hàng ngày, nhận biết được, chuyển hóa nó thì đó là tu. Cũng cái ăn mà thấy tâm mình nó háo hức, thấy đồ ăn ngon cái tâm nó háo hức, biết đó là tâm súc sanh thì ngay lúc đó là tuệ nó phát sinh. Còn nếu ngấu ngấu nghiến mà không biết gì hết thì đó là súc sanh ăn. Ăn cảm giác mặn lạt chua cay đều phải nhận biết thì đó là tuệ phát sinh, tuệ phân tích đấy. Tuệ phân tích đấy. Nó phân tích đây là cay, đây là ngọt. Rồi trong cái cay cái ngọt nó có vừa với mình không? Nếu vừa thì nó xảy ra tâm tham. Nếu mình nhận biết được như vậy thì là tuệ phát sinh. Tuệ phát sinh là giải thoát. Sắc pháp là như vậy đấy. Chứ mà sắc pháp là 32 thể trược. Đó là con nít nó học rồi. Quý vị ở đây ai cũng biết mình là cái thùng phân biết đi. Cái thùng phân di động biết đi nó thú hình nè. Làm ơn đậy nắp lại. Đừng mở nắp ra. Mỗi lần nó có ai nói cái gì cái mình mở nắp ra. Mở nắp là gì? Là phản ứng đấy. Dẫu là nói thôi con nghe lời sư, con giờ con nhẫn nhịn. Nhưng mà cái tâm nhẫn nhịn nó tức là đã mở nắp ra rồi, mở hé hé ra rồi, thú hình nè. Đậy kín lại. Đừng để một cái gì nó thoát ra bên ngoài. Thúi lắm. Thấy không? Tức là không có phản ứng. Đức Phật đã dạy không thọ thì không, không ái. Mà hãy không thọ không ái thì không thủ hữu, không sanh tử ưu bi phiền não. Hãy còn thọ qua thông ta mắt tai mũi lưỡi đều có cảm xúc thì đó là sắc pháp. Tự mình thấy có sắc pháp, nhận biết được sắc pháp thì phát sinh tuệ. Vẻ có tuệ thì Đức Phật nói đó là giải thoát thứ nhất. Nó chỉ là pháp hành thôi. Một ngày á, cái nhóm A đó tối thiểu phải 6 tiếng hồ hành trì, ngồi thiền. Thì trong đời sống hàng ngày nó mới liên tục được. Cứ 2 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi trưa, 2 tiếng buổi tối. 6 tiếng. Thì nó mới có tiến bộ, nó mới hành trì được. Nó mới giải trừ được tất cả các phiền não. Thì tuệ nó phát sinh. Tự nhiên nó mình sống an vui. Còn nhóm B đó. Nhóm B là nhóm tu chơi á. Ngày tối thiểu phải 2 tiếng. Sáng 1 tiếng, tối 1 tiếng.
Còn nếu ông làm được như vậy thì thôi, khỏi tu, giữ giới thôi, ăn chay niệm Phật, rồi cúng dường, in kinh, rồi kiếp sau nó sanh ra con gì thì ra. Bề gì mình đi cúng dường, in kinh, phóng sanh nhiều, kiếp sau thế nào cũng có người cho ăn. Thấy không? Yên tâm đi, không có đói. Nhưng là cái con gì để ăn thì tính sao kệ đó. Không thích tu mà. Có thể là con heo mà người ta đem vào trong chùa ta cúng, rồi con heo nó được nuôi trong chùa, được ăn uống đàng hoàng, được tắm rửa đàng hoàng, vì kiếp này nó chuyên môn đi cúng chùa, kiếp sau nó làm con heo trong chùa. Đấy, tu được mà, không sao hết. Còn muốn tu giải thoát thì phải có niệm giác chi và trạch giác chi. Đức Phật nói trong tứ niệm xứ, đây là con đường duy nhất, ngắn nhất, trực tiếp dẫn tới Niết Bàn. Mọi chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm,